đó, behind the scene ha, thấy không, lội sông vượt suối vượt biển leo núi để có được những cái video đẹp gửi đến cho các bạn. Cho nên là tiếc chi một like và subscribe để mình có thêm nguồn động lực quay cho các bạn thêm những video đẹp đẽ về Phú Quốc. Đây là Kieran King. Anh em có cùng sở thích đam mê trekking, khám phá đảo Phú Quốc và quay lại những thước phim đẹp cho các bạn trên Việt Nam và trên toàn thế giới xem. Nói gì nói nhớ bấm like nha. Vũng Châu nằm tọa lạc tại vị trí cuối cùng của Bắc đảo, cách thị trấn Dương Đông khoảng 40 cây số. Để ra đến Vũng Châu nằm, bạn phải chạy xuyên qua con đường rừng, mùa mưa rất là khó đi. Nên mình đã ghé vào nhà của một người bạn có cái homestay tên là Local Beach. Và anh ta dùng tàu nhỏ để chở ra đến Vũng Châu nằm. Một trải nghiệm bạn nên thử, bạn sẽ nhìn thấy những khung cảnh hùng vĩ của núi non và biển cả. Khoảng cách là tầm 7 cây số. Bạn sẽ nhìn thấy nước Campuchia ngay trước mắt mình. Một nơi dường như đã bị lãng quên. Bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go! Xin chào mọi người. Hôm nay Khánh đã quay trở lại với kênh Living Khánh Official và hôm nay mình sẽ đi đến Vũng Châu Nằm. Lý do mà có cái tên của Vũng Châu Nằm ở đây thì mình nghĩ là các bạn hãy nhìn những cái tảng đá xung quanh đây thì ở phía trên nhìn xuống hay là ở phía xa mình nhìn ra thì nó rất là giống những cái con trâu nó đang nằm ở trên biển. Cho nên mình nghĩ là có cái tên là Vũng Châu Nằm. Mình cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà hiện tại thì nước rất là cạn. Thì các bạn có thể thấy là mọi người dân địa phương ở đây người ta ra người ta bắt ốc, bắt hàu hay là bắt sâu biển thì nó rất là thú vị. Nhưng mà lát khoảng chừng chiều chiều thì nước nó sẽ lên thì có thể là qua đầu của mình. Hiện tại thì không có nắng cho nên là không có quay được cảnh đẹp cho quý vị. Nhưng mà đợi một lát nữa thì nắng lên thì các bạn sẽ thấy được vẻ đẹp của nơi này. Mình đã đi khá xa bờ rồi nhưng mà nước cũng chỉ vẫn tới eo của mình thôi, rất là cạn. Nhưng mà tầm chiều thì nước sẽ lên rất là cao ha, cho nên các bạn cẩn thận khi mà vui chơi xung quanh đây, nhưng mà phải biết giờ vô. Và bây giờ mình đã xuống nước và quay cho các bạn thấy khung cảnh xung quanh khu vực này ha. Thì có rất là nhiều cái tảng đá to nằm trên nước như thế này. Và nhìn phía xa thì người ta cứ tưởng là những con trâu đang nằm. Theo mình nghĩ thì người dân địa phương từ thời xa xưa đã đặt cho cái tên của khu vực này là Vũng Châu Nằm. Rất là đẹp. Rồi, cuối cùng thì Khánh đã lội ra tới những cái bãi đá ở ngoài biển này, Vũng Châu Nằm. Những cái tảng đá rất là to nha các bạn, rất to. Đứng từ xa thì nhìn thấy nó rất là nhỏ nhưng mà thực chất nó rất là khổng lồ. Mình quay một vòng cho các bạn xem ha. Bên trong đó là đất liền. Một lát nữa mình sẽ quay cái cây huyền thoại mọc trên đá. Rồi, xung quanh đây thì san hô đang rất là phát triển nha các bạn. Thì mình hy vọng là tương lai sẽ có những cái tour du lịch cho du khách đến đây để mà lặn ngắm san hô. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất vẫn là ô nhiễm môi trường, mình không có được xả rác ra trên biển.
để mình giữ vệ sinh cho môi trường xung quanh, môi trường nước thật là sạch sẽ thì san hô và cá nó mới phát triển được, thì lúc đó thì mới có những cảnh quan đẹp cho du khách. Mình sẽ cố mình đi tránh những cái cụm san hô này, mình không có dẫm lên nó. Thì cái mật độ san hô xung quanh đây không có nhiều, nó chỉ có xung quanh những cái tảng đá này thôi. Đây là mật độ san hô bám ở trên cái những cái tảng đá. Nếu mà muốn xung quanh khu vực này có thật là nhiều san hô thì mình nên không có xả rác và bảo vệ môi trường. Ở đây có một cái lưới đánh cá nè, một lát nữa mình sẽ cố mình gỡ ra mình đem vô luôn. San hô ở đây thì đang rất là phát triển nha các bạn. Xung quanh những cái hốc đá này cá con rất là nhiều. Thì mình hy vọng tương lai thì xung quanh khu Vũng Châu Nằm này có rất là nhiều san hô để cho du khách đến đây để mà lặn ngắm san hô, snorkeling. Các bạn thấy ngọn núi ở bên kia không? Đó, ngọn núi bên đó đó. Bên đó là Campuchia, Cambodia. Thì khoảng cách từ đây cho tới bờ ở bên đó khoảng tầm, theo mình nghĩ thì tầm 25 cho tới 30 cây số, khá dài. Xung quanh khu vực Vũng Châu Nằm này thì có rất là nhiều mấy con mòng biển nha các bạn. Nó bay, nó kêu om sòm và nó có đẻ trứng ở trên đó nữa. Hồi nãy mình thấy có hai cái trứng. Mình sẽ đậu tàu lại và mình sẽ đi vào khu vực có cái cây mọc trên đá huyền thoại. Mình đang đi qua cái cầu gỗ thì hồi nãy mình mới giới thiệu cho các bạn và sẽ xây một cái resort như ở Maldives. Rồi, vô đây là cạn lại rồi nha các bạn. Nhưng mà nó vẫn gọi là bùn chứ không hẳn là cát hoàn toàn. Mình còn khoảng 300m nữa là vào bờ. Mấy bờ biển này thì có rất là nhiều tảng đá to. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cây huyền thoại mọc trên đá vươn ra biển. Đây chính là cái tảng đá mà cái cây này bám rễ vào. Mình không biết là bao nhiêu năm rồi. Sẽ đi vào phòng cho các bạn coi ha. Đây là cái rễ của một cây bám ở trên cái nhánh cây của cái cây này. Cái flycam. Đây, phía sau lưng mình là cái cây mọc trên đá và nó vươn ra ngoài biển như thế này. Rất là đẹp. Nếu các bạn đến đây và nhìn trực tiếp thì mới thấy được cái vẻ đẹp của nó ha. Rồi, bây giờ Khánh và Kiên
sẽ đi dạo bờ biển này để xem phía trên kia còn có cái gì để cho mình khám phá nữa hay không. Rất là đẹp nha các bạn, hoang sơ. Nhưng mà mình hơi buồn một cái là có rất nhiều người dân địa phương hoặc các bạn trẻ đến đây để mà nấu nướng và ăn uống xả rác. Cái quan trọng nhất là vẫn là xả rác. Tại sao mình ăn uống được mà mình không dọn dẹp sau khi mình ăn uống xong hả các bạn? Rất là ô nhiễm môi trường. Như vậy thì làm sao mà mình có thể giới thiệu được đảo Phú Quốc mình cho du khách quốc tế được? Rất là buồn. Đi bộ dọc theo cái bờ biển này rất là dài, rất là hoang sơ và đẹp. Thì các bạn thấy đó, du lịch là một trong những cái mang lại tiềm năng cho nước Việt Nam của mình và mang lại công việc và nguồn thu nhập cho rất là nhiều người. Thì tại sao mình không giữ lấy môi trường để có một cái môi trường tốt, xanh sạch đẹp hơn cho tất cả mọi người và cho du khách, để người ta có thể tới đây một lần nữa hoặc người ta giới thiệu cho bạn bè, để cái lượng khách nó vẫn còn hoài, còn nhiều và cái công việc của mọi người nó rất là ổn định và có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống hàng ngày. Như các bạn thấy đó, mùa dịch corona hiện tại thì có rất là nhiều người nghỉ không lương hoặc thậm chí là mất việc làm. Thì cái ngành du lịch năm nay của toàn thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng thì rất là đi xuống, như các bạn đã thấy đó. Cho nên mình phải giữ một cái hình ảnh thật là tốt và đẹp để cho du khách có thể quay lại đây sớm và người ta có thể giới thiệu cho bạn bè của họ càng ngày càng nhiều để mà đến đảo Phú Quốc xinh đẹp này nha các bạn. Ok các bạn ơi, chuyến đi khám phá Vũng Trâu Nằm đến đây là kết thúc. Mong rằng các bạn rất là thích video này. Nhớ bấm like, subscribe và share nếu các bạn thích ha. Thì mình sẽ có thêm nguồn động lực để làm tiếp một cái video tiếp theo ở trên đảo Phú Quốc, cho các bạn thấy được vẻ đẹp của đảo như thế nào. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại, bye bye.